Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành chức năng thị xã Điện Bàn, thanh tra xây dựng Quảng Nam đã họp kiểm tra hiện trường, xác định việc xây dựng 8 căn biệt thự khu đô thị số 6 hoàn toàn đúng quy hoạch 1/500 được tỉnh phê duyệt. Do đặc thù dự án khu đô thị số 6 kéo dài hơn chục năm qua, việc tiếp cận hồ sơ từ chủ đầu tư cũ trước đây rất khó khăn, không đồng bộ. Bên cạnh đó, dự án khu đô thị số 6 là dự án đầu tiên triển khai theo nghị quyết 42 của Chính phủ về mua bán nợ xấu. Do đó, các bước đối soát, kiểm tra hồ sơ, pháp lý phải thận trọng và cần thời gian nhất định. Vì lý do này, đội kiểm tra có thông báo số 01 tạm dừng thi công 8 căn biệt thự khu đô thị số 6 để các bên cùng rà soát hồ sơ, pháp lý nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa các bên về cơ sở luật pháp lý xây dựng trước khi có kết luận cuối cùng của Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn.